toàn hàng ngon. Trái. Hả? Muối. Sao? Đặt lắm. Mua đi, sao phải xoắn. Trải bây giờ khác trải ngày xưa rồi. Mày nói đúng. Bán cả tao với mày cũng đếch mua được cái loa này đâu. Đẹp quá. Ê, cũng giảm giá đâu này con. Giảm giá à? Ừ. Đâu, bao nhiêu? Con 7 củ. 7 củ. Gấp mấy lần số tiền mình đang có đấy. Ui, sao đấy? Tả. Chỗ này tao thấy hơi bí. Mày dìu tao ra ngoài khác. Về, về, về. Ba triệu. 4 triệu. Trải. À. Theo mày, đầu tư gần 6 củ thì bao lâu thu hồi vốn? 6 củ của mày chưa đủ để hành nghề đâu. Này, tao thấy họ đi đường nhá, chỉ có mỗi cái loa Vegamix thôi, cần gì nữa đâu. Tao suy nghĩ kỹ rồi. À. Rút kinh nghiệm từ vụ anh em mình bán xúc xích lần trước. Ừ. Đã rong thì phải có địa bàn. Mà anh em mình muốn hát thì hát ở đâu? Đi, mình không ngồi một chỗ nữa, mình đi rong dọc đường. Thế mày nghĩ cái bọn thổ địa cho mày kiếm tiền dễ dàng trên đất của chúng nó thế đấy? Ê, đừng có nói với tao là mày định quay xe nhá. Không, người ta hơi hoang mang tí thôi. Xe. Đấy, 1 giờ chiều rồi mà bố tao nhịn từ sáng tới giờ. Không nghe. Việc cô giao cháu sẵn sàng đảm đương, nhưng mà cháu sợ anh Thái không đồng ý ạ. Lát nữa nó tới ăn, cô sẽ ba mặt một lời nói chuyện đó luôn để xem nó còn trốn tránh được không. Cháu biết là cô thương anh Thái, lo cho anh ấy nên muốn cháu ở bên cạnh để giúp đỡ. Nhưng mà anh Thái... Nếu nó vẫn cứ thích quán đấy, cô tính sẽ mua đứt luôn. Rồi nói với Thái chuyển cho con điều hành. Thật ạ? Con chào mẹ. Anh. Mẹ gọi con đến đây có việc gì thế ạ? Lâu rồi mẹ với bảo anh chưa đi ăn, thì rủ thôi. À, vâng. Thế thì mẹ với bảo anh ăn đi ạ. Con có việc phải giải quyết, con xin phép. Thái, ngồi xuống, ăn xong đã. Dạ. Mặc quá. Ôi. Đấy. Ước mơ của tao mai sau ít nhất phải mở ra quả cửa hàng quy mô nó to như thế này. Nhưng mà không phải bây giờ. Đúng là mơ. Thì cứ từ từ. Ok. Wow ạ. Biết là thế. Ui, có quả kính như thế này đẹp thế. Đồng khách nữa chứ. Ờ, đúng rồi. Xong rồi thôi. Mà. Món này ngon lắm.